Xin chào tất cả các bác và anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Model Radio Hà Nội. Ngày hôm nay em lên sóng quá của anh em một mẫu phân tần Bauer giá rẻ. Em mới về hàng các bác và anh em nhé. Dành cho các bác và anh em nào mà độ chế loa cần ráp thêm cái mạch phân tần thì có thể lựa chọn các bác và anh em nhé. Mẫu ngày hôm nay muốn giới thiệu các bác và anh em là mẫu HX328. Mẫu này Bauer dành cho các bác và anh em nào đang sử dụng những con loa nó có kích thước từ bát 30 đổ về, các bác và anh em nhé, bát 30 đổ về. Vì đây là mẫu mạch phân tần giá rẻ, tuy nhiên cái chất lượng mà nó đem lại cũng rất là tốt. Đấy, nó phù hợp các bác và anh em nào mà muốn chơi, muốn độ mạch phân tần thêm cho loa để đảm bảo cái tín hiệu nó được cắt đều ba dải tần số, đảm bảo loa nó được sử dụng hoạt động tốt nhất, bền nhất. Với những con hoặc là với những cái con loa cổ nào các bác và anh em mà bên trong chưa có mạch phân tần thì chúng ta nên độ những cái mạch phân tần vào để cho nó mạch phân tần này nó là cái trái tim của một cặp loa. Đấy, nó cắt chia đều dải tần số để loa bát, loa trung, loa chép được hoạt động cách tốt nhất, hiệu quả nhất để cho ra cái dải tần số đúng nhất, để con loa nó được bền nhất, hoạt động chuẩn nhất các bác và anh em nhé. Đây, con mạch này thì bao gồm đồng này, đồng đỏ, hai cuộn đồng đỏ là hai con cảm của nó, một con tụ và một con mạch ở đây. Đấy, đây cũng là một con tụ này, hai con tụ, bao gồm hai con tụ các bác và anh em nhé. Mã là HX328. Con này là hàng chính hãng, hàng nhà máy, hàng công ty sản xuất các bác và anh em nhé. Không phải là hàng độ chế, hàng DIY. Đây, các bác và anh em xem từ ngày mối hàng cho đến cái quận cả. Đấy, Việt Nam mình thì không sản xuất được những cái này đâu. Các bác và anh em cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Hàng bên em nhập trực tiếp từ nhà máy về, giá cực kỳ rẻ cho các bác và anh em luôn. Đây, và trên mạch nó có sẵn ký hiệu đây, chép này, trung này và bát này. Đấy, median này là đường trung các bác và anh em nhé, nó trung này, bát. Con này thì đấu một bát, một trung, một chép các bác và anh em nhé, hoặc một bát, một trung, hai chép cũng được. Đấy, tùy vào cái cấu hình loa các bác và anh em. Input là đường đường ra đây. Input nó là cái đường ra. Đấy. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với những con loa, kể cả loa nhỏ, kích thước thùng nhỏ. Lắp rất là dễ dàng. Đấy, bốn cái chỗ để bắt ốc đây. Còn đây là có lỗ này, cộng trừ để âm dương đây rồi. Em sẽ hàn dây luôn cho các bác và anh em, để các bác và anh em nào cần nhé. Hỗ trợ hàn dây luôn cho các bác và anh em. Con này thì đánh tương đối ổn với những cái dòng loa bát khoảng 20 đến 30 đổ về các bác và anh em nhé. Rất là phù hợp. Con này đánh rất là hay. Hoặc các bác và anh em có thể độ chế vào những cái dòng loa trợ lời, loa karaoke 3 đường tiếng. Đấy, để hát nó được đảm bảo hơn, âm thanh được sạch sẽ hơn, tránh cái tình trạng bị sôi, bị ù, bát có đuôi, chép chung không sáng, không rõ, không tách mạch ba dải. Đấy. Đấy, mạch rất là đẹp. Đây, toàn là mạch ba đường tiếng, toàn là mạch công ty, hàng công ty hết các bác và anh em nhé. Nên các bác và anh em cứ yên tâm sử dụng. Đấy, đồng thời là sản phẩm thì bên em luôn bảo hành 1 năm cho các bác và anh em, nếu có bất cứ một cái lỗi lầm gì do nhà sản xuất các bác và anh em nhé. Đấy, Bauer này, hàng chính hãng, hàng công ty, hàng nhà máy. Đây là đường, những cái đường để hàn dây vào đây. Nếu các bác cần thì bên em cũng sẽ hỗ trợ hàn dây luôn, nên các bác và anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng là em sẽ báo giá luôn cho các bác và anh em. Cặp mạch phân tần Bauer HX328 này hiện đang có mức giá là 180.000 đồng một cặp các bác và anh em nhé. Chưa đến 200.000 đồng một cặp mạch phân tần Bauer, quá rẻ luôn. Sản phẩm này em lấy trực tiếp từ nhà máy về cho nên giá cực kỳ ưu đãi. Nếu các bác và anh em nào cần hàn dây thì em vẫn hỗ trợ hàn dây các bác và anh em, 180.000 đồng một cặp. Đấy, giá cực kỳ rẻ các bác và anh em nhé. Về các bác và anh em độ chế vào những con loa của mình thì nghe nhạc hoặc là hát karaoke thì sẽ rất là hay và rất là yên tâm. Đấy, nó tránh đi những cái tình trạng như là loa hoạt động quá công suất lâu ngày thì dẫn đến bị cháy. Đấy, loa chép loa trước là rất là hay bị cháy đấy. Đấy, nên các bác và anh em kiểm tra ngay thùng của mình, hoặc các bác và anh em nào mà đang muốn dựng thùng đóng loa, muốn có một cái mạch phân tần hay, tốt, giá rẻ, hợp lý để phù hợp với kinh tế của mình để chơi thì mẫu này cũng là một cái mẫu rất là đáng để các bác và anh em tham khảo nhé, các bác và anh em nhé. Đấy, số điện thoại anh em sẽ để ngay trên màn hình cũng như dưới phần mô tả của video. Các bác và anh em mua hàng thì vui lòng nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo, cần biết thêm thông tin chi tiết gì thì nhắn cho em. Và công suất của con này là lên đến 300W các bác và anh em nhé. Công suất chịu tải của con HX 328 này lên đến 300W cơ, nên là các bác và anh em có thể chơi loa từ bát 30 trở về thoải mái. Coi bát 30 thì nó không lớn quá là được. Đấy, nên các bác và anh em cũng chơi thoải mái nhé. Chỉ 180.000 đồng một cặp các bác và anh em nhé. Các bác và anh em có bất cứ thắc mắc gì thì vui lòng nhắn tin hoặc gọi điện cho em, hoặc nhắn tin qua Zalo cũng được.
Xin được cảm ơn tất cả các bác và anh em đã quan tâm theo dõi video của em. Đừng quên hãy like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video tiếp theo.